phòng cưới của người ta. Phòng cưới nha. Rồi ta treo đồ lên đây nè, rồi cái bắt đầu cái làm cái cọng dây nịt làm cái vòng trên đây. Dây nịt. Này qua là cái vòng cọng dây nịt. Làm cái vòng trên đây bắt đầu nó mới đứng lên, nó đưa cổ nó vô. Đưa cổ vô xong mà nó ngồi xuống. Ngồi xuống cái cọng dây nịt nó mới chạy, nó siết. Khi nó siết nó tắt thở á, là nó dãy á, nó mới lọt xuống đây. Lọt đây là khi mà nó chết rồi, bà nội nó vô mở con dây ra rồi nó nằm luôn xuống dưới đây luôn. Giặt đâu bạn mấy giờ anh? Là 5 giờ. 5 giờ sáng ha. 5 giờ chiều. 5 giờ chiều. Đúng, chết 5 giờ chiều ngày hôm qua đã chết tại đây luôn. Dạ. Chết tại chỗ này nè, nó ngồi cái lưng cái nó là nó chết rồi, nó ngồi nó dựa vô đây thường, luôn. Thường em nghĩ có cự lộn cự lạo gì với vợ không? Nói chung hai đứa nó cự lộn là những con nít mà nó còn nhỏ mà nó cự được cãi giải nhau qua lợi cũng bình thường à, không có gì đến nổi để phải không, tự giận hết trơn á. Ghen tuông hay bất cứ cái điều gì lớn lao đúng không? Không có luôn, không có. Nhưng mà nói chung là hồi nào thì sớm ghiền ở đây nó cũng không có bích lộn ai trơn. Giỏi lắm, mà hiền mằng đẹp trai lắm. Nó anh thấy cái dấu của nó ngồi giữa nè, qua nay vẫn còn đen thui luôn nè, thấy không? Nè. Từ đây tới đây là tại vì qua đó chết là nó ở trần. Cái đó cái mồ hôi á. Nó chết nó ở trần. Thấm vô. Nhưng mà nó ngồi ở đây nó chết là độ là khoảng một tiếng. Mình mới phát hiện. Đúng rồi. Tại vì biết sao không? Ngày qua cái phòng đâu phải trống gì đâu, cái phòng người ta là có đi đô nè, đồ đạc đủ thứ vậy á. Cũng như là đây. Nó rồi trống rồi cái tủ ở ngoài đó để ngang nữa. Không hay là đi liền với gì. Thành thử ra là tới mà khi mà bà nội nó qua bên bển á. Là nhỏ cháu nó hù anh nghĩ nãy anh hù anh gì anh thắt cổ là bà nội nó mới bả mới nhớ trực lại nè, thường thường nó hay đi thắt cổ là hai lần rồi. Vậy đó hả? Cái này có thắt cổ rồi. Thắt cổ hai lần cái rồi. Cái này là cái đêm cái hôn không? Lúc nãy bé chia sẻ là hâm nhưng mà anh nói là có ý định rồi làm luôn rồi hả? Mà ý định nó làm đã làm vòng thắt cổ rồi nè. Làm vòng thắt cổ. Xong rồi phát hiện ngay ngay. Làm vòng thắt cổ xong rồi nó chạy ra giường. Rồi là bắt đầu là người ta mới chạy tôi chạy ngoài kiếm. Hay được là nó chạy qua bên cái trại bên đây. Rồi một hồi nó về nó không tính thắt cổ chết mà đau quá nó không thắt. Còn một lần sau là nó xách cái cọng dây luộc nó cũng xuống dưới quán nữa. Cái quán em làm hai cái quán trà sữa xong nè. Xuống dưới nữa là lần đó nữa là lần này chết luôn. Trời ơi. Vậy là nó quyết định luôn mà. Ba lần đúng không? Không, em nói là cũng tới số rồi. Theo như là mình phải thắt cổ là mình thắt trên cao. Khi nó thắt hai tay hai chân là mình mới chết. Đúng không? Bọn này nó ngồi dưới đây thì bà vẫn chết. Không hiểu sao chắc tới số hai cái rất là thấp anh. Thấp phải chi mà phải mà cột trên đó nó phải ngồi trên đây luôn mà như vậy nè, nếu mà cột trên đó chứ phải mà nó cột ở trên cái xiên đó thì nó nói vậy. Cái cây nó nằm ở đâu đây phải không? Cây nè, cái đinh luôn nè, thấp mà đúng không? Cái cây này từ đây qua đây, các anh trai này với cái này cũng thấp nữa, không có cao, không có cái gì để mà nó chết phải là nó đứng mà nó tầm ten, phải nói chi cái này nó ngồi với bụng ngựa luôn, rớt luôn dưới luôn rồi, chạm với bề mặt tiếp xúc luôn. Có cái điểm tựa rồi, có thể là rồi bắt đầu là bà nội đó, mới đầu là bà nội già này nhưng mở cổng dây nịt ra nó cái con người mà giống như bị tắc thở rồi nó dịu nhiễu ra cái nó rớt xuống luôn. Thì bây giờ đã đến giờ gia đình chuyển cái linh cữu đi mộ cái gì. Nó đơn giản như vậy nè quý vị, khi những người nhà vậy đó tiền đi lễ tang không có ai không có tang lễ gì hết luôn quý vị. Đây là cái quan tài thực hiện nha quý vị. Những người thân sống xích nhau mà xem cái gì không có là quay lại không có cái đội tài chưa không có thể đóng không có bất cứ cái gì luôn con tài thì mình đã thực hiện xe này cũng muốn mình thực hiện rồi đó ngoài chợ cái đường thì đang làm mỏng khác không,
là khó. Mình đang làm phòng sự theo cái tổ chức tôn giáo giáo hảo, cho nên là người ta không có đốt cái tiền này. Gia đình có mua rồi thì mấy ông lão thì kêu thôi lỡ mua rồi thì đốt trên kia hết đốt khỏi bãi giặt đường, gây những môi trường rác rồi. Nhiều rác ra trên lộ nên là không có đường rãi, mà trên kia bị đốt luôn. Tại vì lỡ mua mới đốt cho bên đầu cô Hảo thì... Đi đâu? Có, đi xe của cha mấy em mày chạy được không? Máy xe chết máy quá vậy. Rồi. Rồi sống đẩy cái quá vậy. Rồi đẩy đủ luôn rồi. Rồi bây giờ người ta đây chết máy không chạy nữa rồi. Nãy giờ mấy anh em đẩy 1 phút rồi mà cũng chưa chạy. Chạy, ở chết rồi tắt nữa rồi. Đừng có nạt keo quá. Mấy chạy lên mấy chút đầu rồi thấy không bị mời. Bị vô gì mà chết máy rồi. Còn sang còn không? Chết máy rồi, người này phải đây. Lấy bộ vậy. Rất là hy hữu luôn. Trời ơi. Đi chuyến đi lần cuối rồi mà còn không cũng không xong luôn. Lần cuối của cuộc đời cũng không xong cái gì anh.
đó là đầu tiên luôn. Xe hộp đẩy không không chạy. Chưa bao giờ thấy trường hợp xe quan tài mà. Xe quan tài toàn là chết máy gì? Đẩy không? Chết máy mà nó sang đâu? Lần đầu tiên trong đời. Đẩy vô gần tới đó đi Khiên. Thôi con chút xíu nữa hả? Chút xíu vô làm gì? Đẩy từ ngoài vô đây nổi từ đây vô không nổi đâu. Những người thân là những hàng xóm phụ đi tám chứ không có đầu tiền cái gì. Vô đường này khó đi nè. Kì đi con bước đi hồi vô thay. Bỏ đầu xích trước tiếp đầu xích trước. Cao cao đẩy xe cũng khá xa, quý vị ai cũng mệt chứ. Giờ vô kêu. Thôi sao trước giờ mình từng chứng kiến nhiều cái đám tang nghèo cái đám tang nghèo mà có rất nhiều vấn đề như thế này. Đám tang mà không có thấy một cái bàn mà để tiệc tùng hết. Có ai điện cái này? Ai tới qua đâu? Có đâu? Cái cầu này cẩn thận nha, cẩn thận. Từ từ. Cái cầu này nè quý vị. Cầu này hơi nguy hiểm. Từ từ. Từ từ, cẩn thận. Từ từ. Có chêm gì đâu, nó hơi sập trình á. Lấy cái gì mình chêm nữa không? Cái huyệt đào thấy nhỏ quá vậy ta. Cái lỗ thấy nhỏ quá vậy. Được rồi. Không, được rồi, bằng rồi. Xuống đây. Mình lấy một miếng để mình đốt mà đưa tẻ cho em đồng lão này về. Cái đậu đâu hả? Đậu đây nè.
À, nó gặp bình hay vậy đó, chim bên đó là qua lên miếng. Vậy thôi, vừa quan tài luôn, vừa bon luôn á. Không có thấy có làm vật liệu gì hết. Chỉ có thấy vòi xi măng với đống kia. Rồi đứng này dịnh được. Rồi đứng này dịnh được. Rồi đứng này dịnh được. Đứng này dịnh được. Đứng này dịnh được. Đứng này dịnh được. Lô chi vậy? Ai? Nãy có ai sách mọc không? Có. Sao tin gì? Đâu? Nãy tôi thấy rồi đó. Có rồi. Rồi để chút đi. Đây đây đi. Nào bây giờ nè mình chỉnh hàng ngay ngắn rồi đó. Rồi vậy thôi bây giờ lấy nè. Rồi giờ mình quay về hướng tây để mình làm cái lễ hạ quan cho đồng độ vậy. Nha. Bây giờ mình quay về hướng tây đang lên đứng gần nè. Cây nó đây nó. Ôi con đứng gần nó. Rồi bây giờ quý vị đồng độ lên. Ôi ôi. Dạ, còn thiếu cây. Nghe là gì? Để ta rất là đơn sơ đúng không? Vòng tài từ thiện. Bây giờ mình hướng về hướng tây nè, mà Đức Phật nó đâu đâu cũng Phật cũng trời, tâm thành chí nguyện xin lại có chi thì thôi bây giờ tấm lòng thành văn chưa chế khiếp ha, đức từ bi dẫn linh hồn thì bây giờ chúng ta quay về hướng tây đi, để chúng ta làm lễ cầu nguyện cho hạ quan cho em nè, cho đồng đạo nhí nè. 23 tuổi từ Trần. Vậy chúng ta vậy hướng về hướng tây nào quý vị ơi, đồng kính lễ ba xá. Nam mô Di Đà Phật. Đức Phật nói rằng đó tây phương đi đã xa, thành tâm thì có Phật mà đâu lai. Vậy chúng ta thân trang nghiêm, tâm thanh tịnh, hướng về hướng tây, đồng chắp tay lên trán thành tâm khởi nguyện đọc bài cầu lễ hạ quan cho đồng đạo nhĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ ơn Phật Tổ Phật Thầy cảm ứng chứng minh, hôm nay chúng con đồng thành tâm làm lễ hạ quan cho đồng đạo nhĩ 23 tuổi từ Trần. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh nhân lạc. Xá ba xá chúng ta thành tựu hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bốn xá hai bốn lại nó xong, xá chính giữa và hai bên. Nam mô A Di Đà chốt. Vậy chúng ta hướng về hướng tây đồng kính lễ ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nhờ ơn Phật Tổ Phật Thầy cảm ứng chứng minh, hôm nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện làm lễ hạ quan cho đồng đạo nhĩ 23 tuổi từ Trần. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ vãng sanh miền cực lạc. Xá bốn xá hai bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Đại Thích Chí Bồ Tát. Nam mô Quan. Rồi giờ đưa xuất xuất lại đưa hạ nè. Rồi đứa em này là bưng cái này nè, lên xe này viên bảo này nè. Rồi nó sẽ ra đây nha. Chịu đó. Được rồi, người thân đâu kìa, kìa. Khuyên ra xe. Phúc chia ly rất là đau khổ. Người già trẻ đây xin bị ngất cái gì vậy? Rồi.
Em bị xỉu quá vậy. Hạ xuống đi, hạ xuống đi. Khổ kìa. Mày hãy hạ xuống đây. Hạ xuống rồi hả? Hạ xuống đi, đục chơi rồi. Hạ xuống rồi, đá lên, mày gấp dữ rồi. Nè, 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 nè. Hạ xuống đi, đi. Hạ xuống đi, hạ xuống đi. Hạ xuống đi, hạ xuống đi. Hạ xuống đi, hạ xuống đi. Hạ xuống không dở mà. Dở chứ quan tài, dở cái này tâm gốc được, đúng rồi. Từ từ làm trời. Qua nè vô tiếp này bán mà cái lòng của tôi nó ngang qua phòng 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 bài coi con cái thì mà con cái mà ngang mà là mình hay không tin, yên hay tin mắt là hay canh mắt là ngủ không được dạ, nhất dạ. Cái phần cái đường nó khó chạy với già dạ, rồi thôi để sáng rồi lại mười rồi nói với trả lại con gái rồi thôi mời ta vô mấy ta vô thì ta vô thì thấy cái lệnh rồi mới nghe cũng thương tại vì thì thấy nghe chú kể thì em nghĩ đối với cha mẹ vợ thì thời anh chắc là tốt lắm chứ thời nào bây giờ không biết lòng một đứa con nít như nào cơ mình ở với cái bà nội. Bà nội nó là ở cổng đó mà thời bà mẹ nó bỏ đi rồi dạ. Còn có ở với ông xuôi này ông xuôi cũng đi mần dạ. Mà ông xuôi ông cũng đi mần đó là mần hồ mà cũng kiếm trời đồng thì cắt như vậy đó còn bà nội thì vớt từ cây củi với lụm từ cái như da trai như tu vậy đó dặn là nuôi cháu nuôi từ 3 tuổi mà cho đến năm nay nó là 23 tuổi là 20 năm rồi dạ. Còn rồi vậy nữa rồi thấy cũng như cái dưới thằng em đó nữa cái thằng mà mẹ bỏ đi đó đó dạ, dạ, đó dạ. Thằng đó nữa đó mà cho bây giờ bỏ đi không hả rồi mẹ nó bỏ đi nó rồi làm sao dạ. Sớm gì cũng sớm gì cũng thương dạ. Mình nó có gì thì giúp dạ. Giúp nó thấy mẹ vợ hồi nãy thương quá trời luôn rồi bởi thương dữ lắm luôn bởi vậy đó rồi đó thì nó bà bưng bưng cái ly hương giùm rồi nó kêu nó về dạ. Kêu để về em ơi gia đình chú ơi cũng gắng giúp em Hằng vượt qua cái nỗi đau này rồi đúng rồi cô ơi nó thương cái nếu mà thật sự nó tham gia đây rồi cái đám của thì để cho đâu để đâu vậy được vợ cũng rất là cảm ơn của mấy con mấy chú ở đây thầy kêu nó về em kêu đó thầy kêu nghĩ ơi theo qua mà đi về nhà thế này về nhà em đi sốc quá mình ngất đi. Xe này hư rồi sao đây nè? Sắp xếp xe nào cho em nó về. Coi đừng buông tay em nó ra nha. Chiếc xe bây giờ chạy rồi đó. Dạ. Yeah. Xe giờ sao chạy rồi? Giờ hồi nãy giờ ông tài xế không cửa. Không xong. Ngồi vậy thì chắc có lẽ cho em gái có gian về luôn. Vô con ơi, con. Có gian được gì tài xế bây giờ đi về thì đi mà nhưng mà lỡ tắt chút mà kêu điện chưa nước nước à đúng rồi bây giờ tôi cũng không bảo hành đó nữa đúng rồi thôi. Nhiều khi chạy về tới nhà luôn sao anh về tới nhà về
Bây giờ chú ơi, chú Hai nha, bây giờ đang đợi chạy ra rồi nè, bây giờ tới đâu tính nó ngồi xe này nó giật hồi nhỏ. Luôn không, xe tải có máy lạnh mà. Không có máy lạnh. Không có máy lạnh hả? Vậy có người thân nào đó chở chở cho một người ngồi sau kè nha. Bây giờ con lên xe này đi. Mặc áo chú đuổi được. Coi coi kè kè cháu nói em. Nói thùng sao đó. Đi về Sunda đi. Cô là mẹ cô bé này không? Dạ. Mẹ, này vợ của trai này. Mạnh mẽ lên nha em, đừng có mà khóc hoài. Để về tới nhà đi. Có cũng cho ta theo đi. Vợ cô lên nghèo đi cô. Cô có nghèo được không ta? Chắc được rồi. Còn sức kèo không? Ngon lành. Vâng, ông ngồi trước thôi ông Phong. Rồi. Dạ, một người ngồi trước. Một người ngồi, trước, một người ngồi hả? Một người xe đó, một ghế à. Leo leo cái bánh xe này. Xe với một người ngồi à. Đây là mẹ, mẹ vợ của Nhĩ. Rồi, tới bác tài ơi. Rồi, mẹ đang tiếp cơ hồi dỗ.